Xin chào mọi người, như hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để bật cái đèn nháy ô này khi phát hiện chuyển động. Đầu tiên là màn hình đầu giao diện và camera bật lên, các bạn ấn vào điều khiển PTZ cho mình. Sau đó các bạn ấn mũi tên và chọn ở phần vào menu. Ở đây nó có các loại format. Để theo như mình là phần wireline này, các bạn sẽ ấn vào phần alarm, sau đó ở mục camera này mình, nếu mà nó ở DVR ấy, thì các bạn chuyển sang camera hệ đèn, các bạn sẽ chuyển cho nó sâu. Sâu này có nghĩa là đèn của nó là đèn nó không nhấp nháy khi mà mình chuyển động, thì nó hiện lên một đường như này, nó không nhấp nháy. Còn khi mà mình chuyển sang chế độ flashing đi, thì khi mà mình chuyển động nó sẽ nhấp nháy như vậy. Đó, phần sâu thì chúng ta có thể cài đặt được chế độ bằng giây, 10 giây, nó sẽ hiện sáng lên 10 giây rồi tắt. Đấy, mình ấn 5 rồi. Nhớ là cái mục wireline này các bạn nên bật vào mục alarm, như thế này sẽ cho vào camera. Nếu chỗ đi bây giờ này thì nó sẽ không hiện. Đấy, thì các bạn phải mục chuyển sang mục camera, rồi sau đó ấn lưu menu setting bên này. Rồi thì mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Nó sẽ hiện ánh sáng sáng, 10 giây sẽ tắt. Rồi.